Thiên Hoàng xin chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay Thiên Hoàng xin đọc cho các bạn nghe bài Ngoại tôi, mẹ Việt Nam ơi. Tác giả Trần Thanh Hoàng, nghề nghiệp họa sĩ, cựu sĩ quan biệt động quân, tiểu đoàn 58, liên đoàn 7. Bà ngoại tôi thứ năm, tên tộc là Lê Thị Lầu, nhưng mọi người thường gọi là bà Tám Phát. Vì ông ngoại thứ tám tên Nguyễn Văn Phát. Ông ngoại tôi ngày xưa là một thầy thuốc bắc nổi tiếng ở Bến Tre, nhất là vùng Tân Thạch. Trúc Giang, ông ngoại đã mất trước khi tôi chào đời. Theo người lớn kể lại, ngày xưa ông có hai bà vợ. Bà ngoại lớn có năm con gồm bốn gái, một trai. Còn bà ngoại tôi là vợ thứ, có tất cả 10 con, mà má tôi là chị cả. Trước khi qua đời, ông ngoại đã chia phần cho các con. Bà ngoại lớn mỗi người vài mẫu ruộng vườn. Riêng các con dòng nhỏ thì tôi không biết là bao nhiêu vườn đất. Chỉ biết sau khi má tôi có chồng thì bà ngoại giao má quản lý vài mẫu đất vườn ở Thủ Ngữ, gần lộ nhà thờ, cách thành phố Mỹ Tho khoảng 7 cây số. Nhớ hồi tôi còn bé, vùng này Việt Cộng bắt đầu nổi dậy, không cho những người mướn đất đóng huê lợi cho chủ vườn, nên má thuê anh Bền cất nhà ở đó để trông nom, chăm sóc và thu huê lợi. Anh Bền là con của dì Năm Bính, con gái bà ngoại lớn, là cựu người nhái lính hải quân đã giải ngũ vì bị thương. Tôi nhớ anh Bền là một thanh niên rất khỏe mạnh và gan dạ, có tài lặn rất lâu dưới nước. Được một thời gian ngắn, không nhớ là mấy tháng, thì anh Bền bị người mướn vườn cũ là ông Ba Giò cấu kết với Việt Cộng bắt giết anh bằng cách đem chôn sống rồi chặt đầu. Sau đó có người đến nhà thương lượng với má tôi ở Mỹ Tho muốn mua rẻ mảnh đất này với giá 60.000 đồng. Thời giá thập niên 1950, với số tiền bán đất này, má tôi làm vốn xoay sở kiếm lời hàng tháng, gửi về cho ngoại nuôi các cậu dì còn nhỏ đang tuổi ăn học. Ngoài dì Ba và cậu Tư Thăng đã mất sớm, còn cậu Năm Thế, dì Sáu Khéo, cậu Bảy Luận đã có gia đình ở riêng. Nhà ngoại còn cậu Tám Thành, cậu Chín Danh, dì Mười Ngọc Anh và dì Út 12 Quý Nương, đều do sự đùm bọc và lo lắng của ngoại và má tôi. Đến khi cậu Tám Thành thi đậu bằng trung học để nhất cấp, thì cậu xin vào làm việc ở sở bảo thủ, điền địa, tọa lạc ngay đầu cầu quay. Còn cậu Chín Danh thì mê nghề vẽ nên lên Sài Gòn học trường mỹ thuật, thực hành trên gia đình. Dì Mười thì qua Mỹ Tho ở chung nhà chúng tôi để học nghề may. Lúc đó dì Út 12 còn bé vẫn ở với ngoại. Năm 1954, khi má sinh em Cúc thì khắc tuổi và bệnh hoạn luôn, nên má gửi Cúc qua Rạch Miễu nhờ ngoại và dì 12 nuôi. Đến hơn 10 tuổi, Cúc mới về lại Mỹ Tho, ở chung với anh chị em ruột. Vì vậy dì 12 và Cúc gắn bó nhau mãi đến sau này. Mãi sau này khi trưởng thành, trong lòng tôi luôn gắn bó với các cậu dì bên ngoại hơn là chú bác và các cô bên nội. Cậu dì bên ngoại thì cậu Tám Thành là thương yêu và gần gũi tôi nhất. Thỉnh thoảng cậu dẫn tôi xuống cầu chùa, đến nhà cậu Sáu Quắn tát đìa bắt tôm hoặc cá rô phi, hay luồn lách trong vườn quýt sum xuê của ông Bảy Thảo, em ruột bà ngoại, là những ký ức thơ ấu luôn ẩn hiện trong tôi mỗi khi nhớ về quê hương xa tít. Hình ảnh quê hương trong tâm khảm ấu thơ của tôi là con đường đất mát rượi phủ kín lá cây xanh từ nhà ngoại gần bến phà Rạch Miễu qua cầu chợ đến cầu chùa thuộc xã Tân Thạch, quận Trúc Giang, tỉnh Bến Tre. Căn nhà ba gian rộng thênh thang của ngoại luôn in đậm trong tôi. Khoảng sân nhỏ trước cửa nhà có cây trắc bá diệp với hàng rào bằng giấy bông bụp xen lẫn hàng cau rất nên thơ. Nhớ những đêm trăng sáng, cậu Tám Thành dạy tôi múa võ. Mấy đường quyền mà cậu dạy đến nay tôi còn nhớ lõm bõm. Thứ nhất là dì Út 12 dẫn tôi và chị Xuân ra sau nhà chơi cất chòi bằng lá chuối, lá dừa. Ngoài cửa hông nhà bếp thật rộng, có cây khế ngọt, cây lê cu ma và cây ô môi. Cây nào cũng có trái thật ngon ngọt, duy chỉ có cây ô môi thì đầy sâu, rất là ghê rợn. Tuy sau này nở thành bướm có màu sắc rực rỡ thật đẹp. Khoảng cuối thập niên 50, cậu Tám Thành cưới vợ. Căn nhà lá nhỏ của cậu mợ Tám gần bến phà Rạch Miễu là nơi tôi thường nghỉ cuối tuần. Hai cậu cháu thường chơi cờ tướng, cờ đua ngựa, còn mợ Ngân thì trổ tài nấu ăn đãi chồng và thằng cháu nhỏ. Bà Ba, má vợ của cậu Tám, luôn sống chung với vợ chồng cậu.
mãi cho tới lúc qua đời vì thắt cổ tự vận vào khoảng năm 1978. Nghe nói nguyên nhân khiến bà Ba tự tử vì mợ Ngân có gian díu với người đàn ông khác. Mặc dù cậu Tám Thành đã tử trận gần 10 năm trước, bà Ba rất kỹ tính, thương lo cho đàn cháu ngoại gồm 5 đứa rất chu đáo. Hồi ức về cậu Tư Thăng thì tôi hoàn toàn không biết gì. Chỉ nghe kể lại thì cậu là một thanh niên cao lớn, võ nghệ tinh thông, nên khi gia nhập Việt Minh, cậu được giao nhiệm vụ trưởng ban ám sát, tức là chuyên giết những người mà tổ chức cho là Việt gian, tay sai của thực dân Pháp. Người đứng đầu là thiếu tá Lê Roy, tỉnh trưởng Bến Tre. Trong cương vị này, cậu Tư đã giết ông thầy giáo Lữ, là cha ruột của hai bạn Lữ Kim Tiến và Lữ Kim Ba, tức là Tới. Mà hai bạn này có xa lạ gì đâu, má của Tiến và Tới là dì hai bé, bạn thân, cũng là hàng xóm với má tôi. Mà em gái ruột của dì, tức là bà Ba Lăng, là vợ của chú ruột tôi, là ông Trần Văn Chín, thường gọi là ông Chín Xe Lửa. Thời gian diễn ra trận Tết Mậu Thân ở Sài Gòn, tôi và hai bạn Tiến tới ăn cơm tháng chung do thím Chín của tôi nấu. Thím Chín cũng là dì ruột của hai bạn Tiến Tới. Lúc đó tôi làm việc ở Trung tâm Thẩm vấn Việt Mỹ thuộc phòng 2, Bộ Tổng Tham mưu, còn Tiến làm Ngân hàng Quốc gia ngoài bến Chương Dương, Tới làm ở khối đặc biệt thuộc Tổng nha Cảnh sát Quốc gia. Căn nhà số 16B, đường Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn, trong khu cư xá Hỏa Xa, nhà của chú thím Chín là nơi chúng tôi lui tới gặp gỡ nhau hàng ngày, nên tôi được biết câu chuyện ba của hai bạn bị cậu Tư của tôi giết ngày xưa. Sau này khi thăng cấp và giữ chức vụ cao, Tiến là phó ty cảnh sát đặc biệt và Tới là đại úy an ninh quân đội, luôn theo dõi hoạt động của Việt Cộng ở Bến Tre để truy bắt hầu trả mối hận vì cái chết của cha mình. Sau khi Việt Nam Cộng Hòa thất thủ, cả hai anh em bị giam cầm rất lâu và bị tra tấn dã man. Năm 1969, khi tôi đang phục vụ ở một đơn vị tác chiến là tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 51 biệt lập ngoài Đà Nẵng, có dịp về thăm nhà mới hay cậu Tám Thành đã tan xác vì đạp mìn của Việt Cộng. Tôi lặng người khi nghe hung tin này, nhớ lại tất cả những kỷ niệm của hai cậu cháu, những lần cậu đèo tôi trên chiếc xe sát đi Vĩnh Long thăm cậu Chín Danh và gia đình cậu Năm Thế, hay là lên Sài Gòn thăm dì Sáu Khéo, cậu Bảy Luận. Trước khi nhập ngũ, cậu Tám làm việc ở ty điền địa ngay đầu cầu quay Mỹ Tho. Sau đó cậu đổi về làm việc ở Rạch Giá. Khi bị động viên vào lính, cậu Tám phục vụ ở quận Rồng Trôm, Bến Tre, do anh rể tôi là Lê Chí Thiện làm quận trưởng. Không biết vì lý do gì, cậu lại bị đưa đi tác chiến làm trung đội trưởng thuộc tiểu đoàn 401 địa phương quân, là một đơn vị thiện chiến của tiểu khu Kiến Hòa. Giữa năm 1969, trước khi cậu tử trận mấy tháng, tôi có chở vợ là Phụng đến thăm tận nơi cậu đóng quân dã ngoại gần thị xã Bến Tre. Vợ chồng tôi và cậu uống cà phê trong một quán cốc ven đường. Lần cuối cùng này, cậu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến lạ thường, thấy tôi mặc quân phục rằng ri, cậu nói: "Lính tác chiến nguy hiểm lắm đó, con hãy cẩn thận." Không ngờ lời dặn dò của cậu Tám không ứng với tôi, mà bản thân cậu lại hứng chịu cái chết không toàn thây. Thế là từ đấy, trên bàn thờ ông ngoại đặt thêm di ảnh của cậu Tám Thành, tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, mặc quân phục áo kaki vàng, bên cạnh bài vị của cậu Tư Thăng là liệt sĩ Việt Cộng, không có hình mà chỉ có bài vị ghi tên Nguyễn Văn Thăng. Lúc đó mợ Tám còn rất trẻ, phải một nách nuôi 5 đứa con nhỏ, mà đứa lớn nhất là bé Tâm mới hơn 10 tuổi. Cũng may là bà Ba, ngoại của Tâm, rất thương con cháu ở chung, đã lo lắng đỡ đần giúp cho mợ Tám sớm quá bụa nuôi đàn con thơ. Là mẹ của tử sĩ nên sau đó ngoại được lãnh phụ cấp của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mỗi tam cá nguyệt. Sau 1975, bà ngoại cũng nhận được trợ cấp mẹ liệt sĩ của chính quyền mới. Thời gian sau, dì Mười rước ngoại qua Mỹ Tho ở để tiện việc phụng dưỡng, vì dì 12 đã có chồng và Cúc cũng đã về ở với nhà cha mẹ. Ngoại giao ngôi nhà từ đường cho mợ Tám Thành và các cháu nội. Lúc ấy trên bàn thờ của ông ngoại, hình cậu Tám Thành được đổi bằng tấm hình mặc thường phục, riêng cậu Tư Thăng vẫn không có hình. Sau mấy năm tù cải tạo, tôi được thả ra, liền qua Rạch Miễu thăm ngôi nhà của ngoại để đốt nhang. Tôi nghẹn ngào nức nở trước chân dung cậu Tám Thành, như đang mỉm cười nhìn thằng cháu nhỏ năm xưa.
Cậu Tư Thăng chết đã lâu nên tôi không biết mặt, nhưng qua lời kể của gia đình tôi đã mài mò vẽ tấm chân dung cậu Tư, lấy những nét trên gương mặt ông ngoại và cậu Năm Thế. Kể từ đó, trên bàn thờ có tấm ảnh lớn của ông ngoại ngồi mặc áo dài khăn đống, hai bên phải trái là hai tấm ảnh nhỏ của hai đứa con trai thứ tư và thứ tám ở hai bên chiến tuyến. Cả hai đều chết không toàn thây. Cậu Tư Nguyễn Văn Thắng thì bị lính quốc gia bắn chết do Trung úy 24 khoảng năm 1949, rồi chặt đầu bêu ở bến phà Rạch Miễu. Còn cậu Tám Nguyễn Công Thành thì đạp mìn do Việt Cộng gài nát thây vào năm 1969. Nếu kéo thời gian lui hoặc là tới 20 năm, thì ngoại tôi chính là người mẹ Việt Nam đau khổ khi đứng giữa nhìn hai thằng con ruột của mình đang điên cuồng bắn giết lẫn nhau. Thế là bà ngoại tôi vừa là mẹ tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vừa là mẹ liệt sĩ Việt Cộng. Trong suốt cuộc chiến đẫm máu dài đăng đẳng, đầy tang tóc của đất nước, không biết có bao nhiêu bà mẹ Việt Nam giống như ngoại tôi, phải đành bất lực nhìn các con ruột của mình sát hại lẫn nhau, đúng là huynh đệ tương tàn. Thưa các bạn, câu chuyện trên đây là hoàn cảnh của rất nhiều gia đình Việt Nam, nhất là người Nam trong miền Nam. Vì người Bắc di cư thì chúng tôi đã hiểu Việt Cộng rồi, còn người miền Nam thì rất là chân chất, nhất là những người ở miệt quê. Rất nhiều gia đình có cha đi tập kết mà con đi học tập cải tạo. Tuy nhiên một điều rất đáng khâm phục là những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ đã có những người cha ở phía bên Cộng sản vào thăm và đề nghị bảo lãnh cho họ ra tù, nhưng hầu như các anh trong trường hợp đó đều từ chối. Họ chấp nhận ở tù chứ không cần sự bảo lãnh của người cha. Hình như anh Lý Tống cũng là một trong những trường hợp này. Thiên Hoàng rất khâm phục và ngưỡng mộ ý chí sắt đá của các anh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.